Tính tới thứ hai, Canada đã tiêm hơn 14 triệu liều vaccine COVID-19. Gần 34% dân số đã nhận được ít nhất là một liều vaccine. Cơ quan lập pháp của chính phủ Alberta đã đóng cửa trong hai tuần trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của coronavirus sau khi số ca bệnh ở trong tỉnh đạt mức cao mới với 22.920 ca đang bệnh. Hôm nay, tỉnh báo cáo có thêm 2.012 ca COVID mới và 4 ca tử vong. Một sự kiện gọi là rodeo, tức là đua ngựa hồi cuối tuần, được coi là một sự kiện chống khóa cửa đã thu hút hàng trăm người. Dịch vụ y tế Alberta đang điều tra để xác định tỉnh có những lựa chọn pháp lý nào đối với những người tham gia. Tiến sĩ James Talbot, cựu giám đốc y tế của tỉnh, cho biết mặc dù cuộc đua ngựa diễn ra ở ngoài trời, nó có khả năng là một sự kiện siêu lây lan. Thủ hiến Jason Kennedy cho biết hôm thứ Hai, ông rất thất vọng vì sự kiện này. Ông nói họ không quan tâm tới hàng trăm người dân Avatar khác đang nằm trong bệnh viện và giường chăm sóc đặc biệt vào lúc này và đang vật lộn với căn bệnh này và sự sống còn. Ông nói rằng ông không thể tin được có những người lại công khai phớt lờ những lệnh hạn chế đến như vậy. Với những vấn đề mà chúng tôi đã thấy vào cuối tuần này và báo cáo của các ca nhiễm cao kỷ lục, chúng tôi đang lên kế hoạch có các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt hơn nữa mà chúng tôi dự kiến sẽ công bố vào ngày mai nếu bạn chọn bỏ qua các hạn chế sức khỏe công cộng đã được đưa ra, thủ hiến Kenny nói tiếp, chỉ cần biết rằng bạn đang khiến cho mọi người quay ngược trở lại. Thủ hiến Kenny cũng thông báo rằng các giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ em và nhân viên hỗ trợ của Alberta sẽ sớm được phép đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 kể từ thứ ba. ở Ontario, cư dân từ 18 tuổi trở lên sống trong 114 điểm nóng đã có thể đặt lịch hẹn kể từ ngày thứ hai hôm nay. trong tuần này và tuần tới tỉnh sẽ gửi một nửa nguồn cung cấp vắc xin đến các điểm nóng dựa trên lời khuyến nghị của các cố vấn khoa học của chính phủ. Tỉnh báo cáo có 3.436 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 16 ca tử vong. Bộ Y tế cho biết 1.925 người đang nhập viện, nhưng lưu ý rằng có hơn 10% bệnh viện chưa gửi dữ liệu vào cuối tuần. Số người trong ICU là 889 người. Quebec đã báo cáo có 798 ca COVID-19 mới và 2 ca tử vong cư dân từ 45 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để đi tiêm vaccine COVID-19. British Columbia báo cáo có 2.174 ca COVID-19 mới và 15 ca tử vong trong 3 ngày. Tổng cộng có 474 người đang ở bệnh viện, con số thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 4, với 176 người được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Adrian Dix cảnh báo rằng những con số này vẫn còn quá cao và gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, kêu gọi mọi người tiếp tục tuân theo các biện pháp y tế công cộng. Tỉnh đang xem xét việc giảm khoảng cách 16 tuần giữa liều thứ nhất và liều thứ hai của vaccine COVID-19 khi nguồn cung cấp tăng lên trong những tuần tới. Giám đốc y tế tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry cho biết, tỉnh dự kiến sẽ nhận được 1 triệu liều vaccine trong tháng này và chương trình tiêm chủng sẽ tăng tốc. Trên khắp các tỉnh vùng Perry, Manitoba báo cáo có 251 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm một ca tử vong. Manitoba cho phép tất cả người dân ở cộng đồng bản địa từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine COVID-19. Trước đó thì vaccine chỉ được cung cấp cho những người ở độ tuổi từ 30 trở lên. Các quan chức y tế cho biết, ngày càng có nhiều vaccine được chuyển đến tỉnh và đến nơi có số ca mắc bệnh cao ở cộng đồng người bản địa. Saskatchewan báo cáo có 207 ca mới và 3 ca tử vong, Chính phủ tỉnh cho biết họ đang gửi 100 máy thở đến Ấn Độ để hỗ trợ cho quốc gia này để đối phó với số ca nhiễm COVID-19 lên mức cao nhất từ đầu đại dịch. Saskatchewan cho biết nguồn cung cấp máy thở dư của họ bao gồm 700 máy thở cấp tính, bán cấp tính và không xâm hại tức là non-invasive. Newfoundland và Labrador báo cáo có 4 ca COVID-19 cùng với 1 ca trên một tàu chở hàng. Các quan chức y tế ở New Brunswick báo cáo 15 ca mới vào hôm thứ Hai, cùng với một ca tử vong. Tỉnh đã có 142 ca đang bệnh và 6 bệnh nhân nhập viện, trong đó có 2 trường hợp cần đến ICU. Nova Scotia báo cáo có 146 ca COVID-19 mới vào hôm thứ Hai. Tỉnh mở rộng cho phép những người ở độ tuổi từ 50 đến 54 được đi đặt lịch hẹn tiêm vaccine Moderna và Pfizer-BioNTech. Prince Edward Island không có ca bệnh nào. Khu vực miền Bắc Canada Aklavik đã công bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương hôm thứ hai sau khi xác nhận về sự lây truyền COVID-19 trong cộng đồng. Ủy viên Hội đồng thành phố Kai Shepherd kêu gọi dân cư tuân theo các biện pháp y tế công cộng. Ông gọi tình hình của Aklavik là nghiêm trọng. Nunavut đã báo cáo 8 ca COVID-19 hôm thứ hai. Các lãnh thổ Tây Bắc (NWT) báo cáo 6 ca mới vào hôm thứ hai, mặc dù tất cả các trường học ở Yellowknife đã bị đóng cửa sau khi 8 ca được xác nhận tại một trường tiểu học vào cuối tuần. Giám đốc y tế công cộng của vùng, tiến sĩ Kami Kadola cho biết, có 12 ca có thể bị nhiễm bệnh là liên quan đến một trường học và hầu hết những người bị nhiễm bệnh đều là trẻ em. Sau đây là một số cập nhật khác về tình hình COVID-19 trên thế giới. Tính đến thứ hai, có hơn 153 triệu ca COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới, số người chết trên toàn cầu đã được báo cáo có hơn 3,2 triệu người. Đan Mạch đã loại bỏ mũi tiêm Johnson Johnson một liều khỏi chương trình tiêm chủng của mình để điều tra các báo cáo về tình trạng máu đông hiếm gặp nhưng có khả năng nguy hiểm. Đan Mạch đã loại bỏ AstraZeneca ra khỏi chương trình tiêm chủng vì lý do tương tự. Cả hai vaccine này có công nghệ giống nhau. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày của Ấn Độ đã giảm mạnh so với mức cao nhất mọi thời đại, đạt được vào đầu tháng trước khi các công ty ở trong nước chật vật tăng nguồn cung và nhập khẩu bị hạn chế. Ấn Độ đã báo cáo có 368.147 ca nhiễm coronavirus mới và 3.417 ca tử vong vào ngày thứ hai. Những con số mà các chuyên gia tin rằng là quá thấp vì thiếu xét nghiệm rộng rãi và báo cáo không đầy đủ. Bộ Y tế cho biết họ đã xác nhận có 19,9 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch, chỉ sau Hoa Kỳ. Hơn 218.000 người đã chết. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bị chỉ trích nặng nề về việc xử lý bất lực về đại dịch COVID-19, đẩy hệ thống y tế vốn đã mỏng manh và thiếu thốn của Ấn Độ đến bờ vực. Các cuộc vận động bầu cử lớn do đảng Bharatiya Janata của ông và các đảng khác tổ chức, cộng thêm một lễ hội Hindu khổng lồ trên bờ sông Hàn, cùng với các biến thể mới của coronavirus có thể đã làm cho sự lây lan thêm trầm trọng đảng của Thủ tướng Modi hôm Chủ nhật đã thất bại trong cuộc bầu cử ở một bang quan trọng là bang West Bengal. Nova Vax nói với Liên minh châu Âu rằng họ có kế hoạch bắt đầu cung cấp vaccine COVID-19 cho khối này vào cuối năm nay. Một hợp đồng chính thức có thể được ký kết vào đầu tuần này. Theo thỏa thuận, thì Novavax sẽ cung cấp tổng cộng 200 triệu liều vaccine tăng cường cho EU để giúp ngăn chặn coronavirus và có khả năng chống lại các biến thể mới. Tại Đức, các quan chức Bavaria đã hủy bỏ lễ hội Oktoberfest trong năm thứ hai liên tiếp do lo ngại về sự lây lan của COVID-19, cho rằng có quá nhiều rủi ro trong việc tổ chức lễ kỷ niệm, vốn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đức đang trong giai đoạn khóa cửa coronavirus bao gồm lệnh cấm tụ tập đông người, với tỷ lệ lây nhiễm là 146,9 ca nhiễm mới hàng tuần trên mỗi 100.000 dân cư. Trong khi đó, Anh trên đà xóa bỏ quy tắc giãn cách xã hội vào ngày 21 tháng 6. Tại châu Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết đã có hơn 245 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm, với hơn 104 triệu người được cho là đã được tiêm chủng đầy đủ.